Chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của thương hiệu Minsu. Hôm nay, Minsu xin giới thiệu tới bạn một thành phần không thể thiếu của một bộ outfit cuối năm, giày bót nữ chất liệu da PU siêu lạ mắt. Hai bên hông giày được phối với vải co giãn, tạo cảm giác thông thoáng, thoải mái hơn. Hiện mẫu giày này bên Min đã có hai màu là màu trắng và màu đen. Với đôi bót siêu xinh này, bạn có thể phối bất kỳ trang phục yêu thích nào, đặc biệt là chân váy, quần jean, một outfit cuối năm thật xanh điệu đúng không nào? Các bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều sản phẩm khác của thương hiệu Minsu tại www.minsu.com.vn. Đón xem tập tiếp theo của Minsu bằng cách subscribe kênh YouTube của thương hiệu Minsu bạn nhé. Cảm ơn các bạn.